Trên tài khoản mạng xã hội, anh chàng Thiago Ramos, bố dưỡng tương lai của Neymar, thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe body đẹp miễn chê. Cái tên Thiago Ramos bỗng dưng nổi tiếng khắp Brazil và Nam Mỹ sau khi bà Nadine Goncalves, mẹ đẻ của Neymar, đã công khai mối tình với chàng trai 22 tuổi. Thiago Ramos là một game thủ Free Fire kiêm người mẫu, đồng thời cũng là cầu thủ nghiệp dư đang thi đấu cho đội 4K Easy tại giải NFA League tại Brazil. Mối tình của mẹ đẻ với Thiago Ramos được Neymar ủng hộ tuyệt đối. Thậm chí, Neymar còn tán thành việc bà Nadine Goncalves cưới chàng trai kém bà 30 tuổi. Bên cạnh đó, thanh niên này còn gây sốc hơn khi mà trước khi có tình cảm với bà Nadine Goncalves, Thiago được cho là chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ phụ nữ nào. Thậm chí, anh đã cùng qua lại yêu đương với ít nhất 4 người đàn ông. Bữa sáng của gia đình Cristiano Ronaldo đã được chia sẻ trên mạng xã hội trong thời gian tự cách ly tại căn biệt thự có giá thuê tới 3.500 bảng mỗi tuần. Trong thời gian tự cách ly, Ronaldo dành toàn bộ thời gian bên cạnh bạn gái Georgina Rodriguez và con cái. Ngoài ra, để duy trì thể trạng, anh Bảy tham gia tập luyện tại sân bóng ở địa phương thuộc sở hữu của đội bóng City Nacional. Mặc dù hành động ra sân tập của Ronaldo gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên chủ tịch câu lạc bộ cho rằng Ronaldo đã xin phép và nhận được sự đồng ý từ ban lãnh đạo đội bóng. Ronaldo lần đầu chia sẻ về không gian gia đình cách ly vào tuần trước sau khi đăng tải clip chạy bộ cùng với bạn gái trên mạng xã hội. Chia sẻ trên mạng xã hội, cô nàng nổi tiếng nóng bỏng Laura Pragato tiết lộ việc mình đang được cầu thủ Jesse Lingard thả thính. Cụ thể, cô nàng đang tâm sự xuyên đêm với Lingard là người mẫu khỏa thân Playboy và sinh ra tại Italia. Thông tin này được chính Laura Pragato chia sẻ với Daily Star. Tôi mới vừa nói chuyện với Jesse ngày hôm qua và anh ấy đang ở nhà như mọi người khác. Anh ấy vẫn rất khỏe và an toàn. Tại Italia, chúng tôi đều bị cách ly xã hội. Đã một tháng như thế này rồi và tôi thực sự hy vọng bệnh dịch sẽ đi qua và mọi thứ sẽ sớm trở lại. Hiện vẫn chưa rõ về mối quan hệ giữa Laura Pragato và Jesse Lingard như thế nào. Có thông tin cho rằng cô sinh viên trường luật đến từ AC Milan là bạn thân của Lingard. Còn thân như thế nào thì không ai rõ. Không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp, Serge Gnabry còn tỏa sáng trên tình trường. Cầu thủ người Đức vừa đón tình không thể vui hơn khi có bạn gái mới. Theo tờ Bild, người tình của Gnabry là Sandra Jose, người mẫu bốc lửa đến từ Thụy Sĩ. Thời gian qua, xuất hiện không ít tin đồn cho rằng Sandra cặp kè với nam ca sĩ người Đức Pietro Lombardi. Tuy nhiên, tờ Bild khẳng định Serge Gnabry mới chính là chủ nhân của trái tim mỹ nữ 23 tuổi. Theo Bild, Gnabry và Sandra Jose đã hẹn hò được 3 tuần và đang sống những ngày hạnh phúc và mơ mộng nhất của cuộc tình mới chớm nở. Những ngày qua, cả hai quấn quýt như đôi chim câu trong căn hộ của Gnabry và cùng nhau trải qua kỳ nghỉ lễ phục sinh ngọt ngào và cuồng nhiệt. Đúng là cao thủ không bằng thân thủ. Aaron Wan-Bissaka vừa có hành động đầy tình người trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cụ thể, hậu vệ của Manchester United đã chi 10.000 bảng để mua 20.000 đôi găng tay gửi tặng cho các bác sĩ ở Kinshasa, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là quê hương của ông Ambrose Wan-Bissaka, cha đẻ của hậu vệ Man United. Theo The Sun, ý tưởng gửi tặng trang thiết bị y tế cho các bác sĩ ở Kinshasa được một người bạn của ông Ambrose đề xuất. Ông Ambrose Wan-Bissaka đã kêu gọi con trai mình tham gia và ngay lập tức, hậu vệ của United đã hưởng ứng nhiệt tình. Không chỉ chi 10.000 bảng mua 20.000 đôi găng tay, Aaron còn dành thời gian tự tay đóng gói số trang thiết bị y tế này gửi cho các bác sĩ đang gồng mình chống đại dịch ở Kinshasa. Giải nghệ năm 42 tuổi, 3 năm sau, ở tuổi 45, cựu tiền vệ Roberto vẫn duy trì được thể hình săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn không kém như siêu sao Cristiano Ronaldo. Bằng chứng là huyền thoại người Brazil vẫn duy trì chế độ tập luyện cực kỳ khắc nghiệt và mới đây anh đã chia sẻ trên mạng xã hội cơ bắp cuồn cuộn. Đi kèm với bức hình chia sẻ, Roberto phát đi thông điệp: người bạn duy nhất phải đấu tranh để trở nên tốt hơn chính là bản thân của ngày hôm qua. Hãy luôn duy trì sự tập trung, tiến lên. Chứng kiến cơ thể săn chắc và cuồn cuộn của Roberto, không ít người tỏ ra trầm trồ. Nhìn anh ấy còn ngon hơn những cầu thủ còn đang chơi bóng, một người bình luận. Trong khi một người khác thì quả quyết: Roberto, anh vẫn có thể chơi bóng với thể trạng như vậy đấy.